Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2021, và theo âm lịch hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Mậu Tý tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Mão Quang, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cao Trận, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh, tích lịch hỏa, ngày Mậu Tý, tức can khắc chi, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tích lịch hỏa, kỵ tuổi, Mậu Ngọ, Giáp Ngọ, ngày thổ hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, Nhâm Thân, Giáp Ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân, thành Thủy cục, xung với Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu và tuyệt Tỵ. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Bính Ngọ, Giáp Ngọ, tuổi xung trong tháng: tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Vài các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Mã tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc; sao Hoạt Điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Bạch Hổ kỵ về an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Đông Nam và Tài Thần hướng Chính Bắc. Sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính ấn chia chở, cho nên vận trình công việc của bạn trong ngày hôm nay có phần được thuận lợi, suôn sẻ hơn so với bình thường. Bạn mệnh tuổi Tý dù có phải gặp khó khăn cũng có thể tự mình giải quyết bằng chính năng lực của bản thân mình nữa rồi. Nhờ vậy, chặng đường thăng tiến của bạn trước mắt đã được rộng mở hơn, và bạn tuổi Tý có thể sẽ được cấp trên đánh giá cao về năng lực và tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn để cho bạn trở thành người lãnh đạo kế cận nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, cái điều này cho thấy về vấn đề sức khỏe của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Bạn rất dễ gặp phải các vấn đề như là về gan, thận. Nếu như bạn không được can thiệp sớm thì rất có thể sẽ ảnh hưởng tới khả năng làm việc của bản mệnh. Vì vậy, bạn cần phải nên nhanh chóng thăm khám bác sĩ kịp thời. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc được thuận lợi, khó khăn được giải quyết. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, dùng năng lực của bản thân để vượt qua sóng gió. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, con đường thăng tiến của bạn được rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, được cấp trên đánh giá cao và tạo điều kiện bồi dưỡng cho bạn. Về tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, chú ý các vấn đề về gan, thận để không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình về sau.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 61, số 79, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp được vận quý nhân lục hợp che chở, cho nên với bạn tuổi Sửu có thêm được cơ hội kiếm tiền rất rõ ràng khi con đường công danh sự nghiệp của bạn rất thuận lợi. Chỉ cần bạn chịu khó làm việc, nắm cơ hội là chẳng lo thiếu tiền tiêu, bạn cần phải nỗ lực lên nữa bạn tuổi Sửu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có chính tài nhập cục. Cái điều này cho thấy cái nguồn thu nhập của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay có được là chủ yếu đến từ những ngày tay trái, và có thể nó sẽ khiến cho bạn không có nhiều thời gian rảnh nhưng xứng đáng khi thu về lợi nhuận khả quan cho bạn. Tuy nhiên á, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, con đường tình duyên của bạn lại đang có điểm báo gặp nhiều muộn phiền. Ngày này với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, cái điều này khiến cho mối quan hệ giữa bạn với người ấy gặp phải những trở ngại mà cả hai bạn chưa hề lường trước được. Cả hai đều cần phải cố gắng để tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc được suôn sẻ, có nhiều cơ hội để kiếm tiền. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, phát triển rực rỡ hơn nữa nếu như bạn biết cách nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, ngày tay trái của bạn có được thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, tình cảm có nhiều điều muộn phiền, đôi lứa mâu thuẫn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, quan hệ về tình cảm rối rắm, khó giải quyết ổn thỏa. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 65, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ tư ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, và đây là lời cảnh báo cho bạn tuổi Dần cần phải thận trọng hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Dần cố chấp làm theo ý của mình mà không nghe theo những lời khuyên can của bất cứ ai, cho nên có thể sẽ tiêu tiền phung phí vào những nơi không thực sự cần thiết. Trong những lúc tài lộc của bạn tuổi Dần có sự bất ổn như thế này, cái điều quan trọng nhất là bạn hãy tiết kiệm tối đa nếu như không muốn bản thân mình rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu. Với những khoản cần phải chi thì không thể tránh khỏi, nhưng tránh xa vào những buổi tụ tập vô bổ, tiêu tốn tiền của. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn có được sự thăng hoa khi mà bản thân của bạn ngày càng yêu người ấy nhiều hơn. Đối phương cũng luôn lo lắng và quan tâm tới bạn. Bạn thoải mái đắm chìm trong hạnh phúc hiện tại nữa rồi. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, cần phải cẩn trọng khi đưa ra quyết định liên quan tới tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, cố chấp làm theo ý của mình mà bỏ ngoài tai những lời khuyên của người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, nên tiết kiệm tối đa những lúc tài lộc bất ổn như thế này. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, nên hạn chế các buổi tụ tập với bạn bè vô bổ, tiêu tốn về tiền của vô ích. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, con đường tình duyên có được sự thăng hoa, cả hai luôn quan tâm và yêu thương nhau nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm
5 sao. Con số may mắn số 33, số 48. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: màu đen, màu vàng. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ tư, ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này có thể gây ra những chuyện ngoài ý muốn cho bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay. Các chuyện tình cảm của bạn mong manh, dễ bị xô đổ bởi những tình huống không thể lường trước được. Và đặc biệt đó, với bạn tuổi Mão, bạn cần phải chú ý kiểm soát trong lời ăn tiếng nói của mình. Thẳng thắn quá mức có thể sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương, mặc dù ban đầu bạn không hề có ý muốn nặng lời như vậy. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho con đường tài lộc của bạn không được sáng sủa cho lắm. Với bạn có thể có những quyết định sai lầm dẫn đến việc phải trả giá bằng chính đồng tiền bát gạo của mình. Bạn tuổi Mão cần phải tỉnh táo hơn trong những trường hợp như thế này. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, nhiều chuyện ngoài ý muốn, vận trình ảm đạm. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tình cảm dễ bị rạn nứt vì những tình huống bất ngờ xảy ra. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, chú ý kiểm soát lời ăn tiếng nói, thẳng thắn đúng lúc, đúng nơi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, tài lộc có nguy cơ, chú ý kiểm soát về tài chính. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vội vàng đưa ra những quyết định sai lầm, có thể sẽ phải trả giá bằng tiền bạc. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 35, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, thứ tư, ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn phù trợ nâng bước cho bạn, cho nên con đường tài vận của bạn tuổi Thìn cũng nhờ thế mà được tăng tiến không ngừng. Bản mệnh tuổi Thìn có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay là khai trương khởi nghiệp thì có thể mượn cát khí ngày hôm nay để tiến hành, rất thuận lợi cho bạn nữa rồi. Và ngày này cơ hội kiếm tiền dễ gì có được, nhất là khi trong ngày đang có được cả thiên tài dẫn đường chỉ lối cho bạn, thì với bạn đừng có ngần ngại để dấn thân. Thực ra mọi cơ hội đều luôn có sẵn, chia đều cho mọi người, chỉ là bạn có sẵn sàng tìm hiểu và bước chân mình vào hay không mà thôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc, và đây là nguyên nhân khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay gặp phải không ít khó khăn, trở ngại. Người ấy có thể sẽ nghi ngờ, trách móc vì những chuyện mà bạn không làm. Tuy nhiên, bạn tuổi Thìn đừng có vội nản lòng, bạn cần phải tìm cơ hội để giải thích cho người ấy hiểu, để người ấy thông cảm cho bạn thay vì nghi ngờ vô căn cứ như vậy. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tài vận được tăng tiến không ngừng nên tranh thủ mở rộng quy mô kinh doanh. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đừng có ngại dấn thân, mạo hiểm một chút để đạt được điều mà mình mong muốn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, thành công hay không dựa vào việc bạn có nắm bắt được cơ hội đúng lúc hay không mà thôi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, tình cảm trắc trở vì những nghi ngờ và sự trách móc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tìm cơ hội để giải thích thay vì để cho chiến tranh lạnh kéo dài. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 29, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân.
Tử vi tuổi Tỵ, thứ tư, ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần độ mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ đang đón nhận nhiều cơ hội để kiếm tiền cũng như là mở rộng mối quan hệ làm ăn kinh doanh cho mình. Và đây không phải là chuyện gì quá xa xôi, nhất là đối với những bạn đang thiêu nghiệp kinh doanh, buôn bán thì rất thuận lợi cho bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đừng quên rằng với những cơ hội cũng đi kèm với cả những thách thức. Vì thế, bạn đừng có chủ quan khi thấy mọi thứ quá dễ dàng với mình như vậy. Bạn cần phải thận trọng trong từng đường đi nước bước, tiến hành công việc sẽ giúp cho bạn tránh được những rủi ro không đáng có xảy ra. Trái ngược với những thuận lợi trong công việc và tài lộc của bạn ngày hôm nay, thì cái chuyện tình cảm vợ chồng lại có nhiều trục trặc do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành, thủy hỏa tương xung gây ra. Và đôi bên có những hiểu lầm với đối phương nhưng lại không nói rõ ra, không khí gia đình nặng nề, căng thẳng, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng mối quan hệ làm ăn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, đối với những bạn thiêu nghiệp kinh doanh, buôn bán thì đón nhiều tin mừng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, cơ hội đi kèm với cả những thử thách, chớ nên chủ quan. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, thận trọng trong từng đường đi nước bước để tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm vợ chồng xung khắc, không khí gia đình căng thẳng. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 46, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thứ tư, ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này khiến cho bạn mệt mỏi vì vướng phải vòng xoáy tranh đoạt, tranh chấp khốc liệt trong môi trường làm việc. Bản mệnh tuổi Ngọ có thực lực nhưng dễ bị người khác chèn ép, cướp đi những thứ xứng đáng thuộc về mình, và bạn có thể sẽ phải khá vất vả để bảo vệ thành quả của bản thân mình đạt được. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Cái điều này làm cho công việc của bạn chẳng được như ý muốn, tình hình tài chính của bạn cũng không ra làm sao cả. Dường như cả thế giới đang quay lưng lại với bạn vậy, và bạn tuổi Ngọ làm gì cũng dễ mắc phải sai sót, dễ hỏng việc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn trong lúc này là không nên mạo hiểm đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào. Bạn cần phải nhanh chóng xốc lại tinh thần trong công việc đi bạn tuổi Ngọ nhé. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Ngọ, nếu như bạn cứ tiếp tục không tiết chế cảm xúc của mình thì có thể sẽ khiến cho đối phương phản cảm. Bạn muốn tỏa rõ tình cảm của mình nồng nàn, cháy bỏng đến thế nào đi chăng nữa, nhưng cách thể hiện tình cảm của bạn lại có thể khiến cho người ấy thấy sợ hãi mà chạy mất nữa đó bạn tuổi Ngọ nhé. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, mệt mỏi vì vướng vào vòng xoáy tranh đoạt, tranh chấp khốc liệt. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, có thực lực nhưng lại bị chèn ép, cướp mất công của bạn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, vất vả để bảo vệ thành quả của bản thân. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, không nên đầu tư mạo hiểm vào lúc tài chính bất ổn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, có thể khiến cho nửa kia phản cảm vì cách thể hiện tình cảm vò vập của bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 73, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ,
tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, thứ tư, ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mùi có thể sẽ vướng phải họa tiểu nhân ném đá giấu tay, khiến cho công sức của bạn vất vả gây dựng gần như đổ xuống sông xuống bể. Trong công việc, với bạn tuổi Mùi nên cố gắng chỉn chu hết mức có thể, không để lộ ra sơ hở cho kẻ xấu có thể lợi dụng bạn được. Bù lại, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có chính tài nhập cục. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mùi cũng có lý do khiến cho vận trình tài lộc của mình trong ngày hôm nay khá lý tưởng. Tuy nhiên, thu nhập của bạn chủ yếu đến từ những công việc chính. Bản mệnh chớ nên ôm đồm quá nhiều việc khi mà công việc chính của bạn còn chưa xong. Ngày này, tài lộc của bạn tuổi Mùi được hanh thông, nhưng bản mệnh lại khổ tâm khi mà đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, khiến cho mối quan hệ về tình cảm của bạn lại thêm phần gặp nhiều trục trặc. Đôi bên thiếu đi sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau, nên cái việc tranh cãi và mâu thuẫn là khá thường xuyên xảy ra. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tiểu nhân ném đá giấu tay, công sức vất vả gây dựng không được công nhận. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, cố gắng chỉn chu hết mức có thể để không lộ ra sơ hở cho kẻ tiểu nhân lợi dụng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tài lộc được lý tưởng, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, tránh ôm đồm quá nhiều việc khi công việc chính của bạn vẫn chưa ổn thỏa. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, buồn phiền vì chuyện tình cảm gặp trục trặc, đôi bên không có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 68, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ tư, ngày mùng 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Cái điều này làm cho bạn đang có được vận quý nhân ở bên che chở, giúp cho bạn vận trình trong ngày hôm nay tràn đầy những điều may mắn, con đường tình duyên được thuận lợi, đào hoa nở rộ. Đối với những bạn đã có đôi rồi sẽ tìm về bên nhau. Ngày này, nếu như bạn đang còn độc thân thì vẫn không nên sốt ruột. Duyên đến muộn nhưng không có nghĩa là duyên không tới. Bởi khi duyên đã đến thì với bạn tuổi Thân chẳng đi đâu được. Hôm nay, bạn có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Song có nên duyên hay là không còn phụ thuộc vào chính bản thân mình nữa bạn tuổi Thân nhé. Cái chuyện tình cảm được suôn sẻ, nhưng trong ngày bạn đang gặp thiên quan chiếu mệnh lại làm cho vận trình công danh sự nghiệp của bạn, khiến cho bạn gặp nhiều rắc rối trong công việc do kẻ tiểu nhân rắp tâm bày mưu để hãm hại. Bản mệnh tuổi Thân cần phải kiểm tra kỹ những công việc mình đang làm, chớ có sơ sẩy để lộ những điểm yếu trước khi kẻ xấu lợi dụng. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, vận trình thêm phần suôn sẻ, tràn đầy may mắn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, tình duyên thuận lối, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn đang còn độc thân, có cơ hội nên duyên với người tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tiểu nhân tìm cách cản trở công việc. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nên kiểm tra kỹ những công việc đang làm, tránh để lộ những sơ hở. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 59, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu,
thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọa Mão Dậu. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay cần phải thận trọng trong chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán, chớ nên giao việc lớn vào tay người mà mình chưa tin tưởng bạn tuổi Dậu nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng có các phương án đề phòng trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Việc luôn dự trù các tình huống xấu sẽ giúp cho bạn không bị bối rối và lúng túng khi nguy cơ ập tới với mình. Và thực tế, luôn có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn mà bạn không thể ngờ trước được. Với bạn tuổi Dậu, tính cách chính trực, thẳng thắn sẵn có, hôm nay với bạn vẫn đạt được những thuận lợi nhất định trong công việc nhờ có chính quan chiếu mệnh mà nhiều người công nhận năng lực của bạn và họ khuyến khích phát huy thêm nữa khả năng của bạn trong ngày hôm nay nữa. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy nên thận trọng trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa chớ nên giao việc lớn vào tay người thiếu tin tưởng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ nên có sẵn phương án đề phòng trong trường hợp cấp bách xấu nhất xảy ra. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc đừng bỏ qua những nguy cơ tiềm ẩn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim được công nhận và khuyến khích phát huy năng lực làm việc của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 44, số 66, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ tư, ngày 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên tài đổ mệnh, chính tài rủng rỉnh là điểm sáng của bạn trong ngày hôm nay. Bản mệnh cũng cần phải chủ động để tìm kiếm và nắm bắt cơ hội đến với mình. Tiền bạc cũng nhờ thế mà ùn ùn đổ về túi, bạn có thể yên tâm về vấn đề tài chính trong ngày hôm nay nữa rồi. Tuy nhiên với bạn tuổi Tuất, việc có thêm nguồn thu nhập dồi dào khiến cho bạn lại đang có xu hướng chủ quan. Bạn đừng quên lập kế hoạch và xem xét ngân sách về tài chính, cũng như là cẩn trọng với mọi sự liều lĩnh, mạo hiểm, quan sát mọi việc một cách cẩn thận và thấu đáo hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy với bạn đang có những mâu thuẫn trong mối quan hệ về tình cảm giữa bạn với người ấy. Nếu là do hiểu nhầm thì bạn nên tìm cơ hội thích hợp để giải thích, nhưng hãy chọn lúc đối phương thực sự muốn lắng nghe, chứ không phải là khi mâu thuẫn đang lên đến đỉnh điểm như vậy bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, tài chính rủng rỉnh, thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, chủ động tìm kiếm và nắm bắt được cơ hội cho mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, tránh xu hướng chủ quan khi tiền bạc đang dồi dào. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim nên có kế hoạch và xem xét lại ngân sách về tài chính sao cho hợp lý. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, mâu thuẫn trong các mối quan hệ về tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 37, số 55, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, thứ tư, ngày 9 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ tư này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Hợi đang gặp được vận quý nhân tam hội dẫn đường chỉ lối, cho nên chuyện gì cũng được suôn sẻ, cát lành. Đặc biệt là con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay có được sự soi sáng và giúp cho bạn tuổi Hợi chinh phục được trái tim của người mà mình thầm mến đã lâu bằng chính tình cảm chân thành của mình nữa rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Hợi,
cũng đang gặp được ngày của thiên ấn chiếu mệnh, tạo cho bạn có được cơ hội để phát huy năng lực vốn có của mình. Ngày này sẽ là thời điểm tốt để cho bạn tuổi Hợi, khiến cho cấp trên phải có cái nhìn khác về mình nữa. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch là ngày 29 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này, theo hải thượng Lãn Ông, nhân thần ở phía trong xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Do đối với bạn tuổi Hợi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, vận trình được suôn sẻ, đón nhiều cát lành. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, con đường tình duyên được soi sáng, đào hoa thắm sắc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, chinh phục được trái tim của người mà mình thầm thương trộm nhớ đã lâu. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, có được cơ hội phát huy năng lực vốn có của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, khiến cho cấp trên có cái nhìn khác về những thành tựu mà bạn đã đạt được. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 89, số 97, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.